is the table. It's the table. Oh. Đây nhá. Thầy đọc con phá xếp được không? A pen. A pen. Right. Oh, yes, yes. An umbrella. Right. A biscuit. Yes. Oh no. Dùng cho những từ uể oải này thôi. Có dấu ở hỏi này. Hỏi này, uể oải. Thì đọc là uể oải thì mấy cái chữ này uể oải thôi. Thôi nào. Rồi. A door. A speaker. No. A computer. Sai. Đúng rồi. Rồi. A window. Đúng. A phone. Sai. A blanket. Sai. A quilt. Đúng. Voice. À không. À gì nhỉ? An import. Sai. Import á. Đây này có chữ y này. Y thì đầu có chữ y đúng không? Thế này thì là ân. Đấy con phải bọc là sai. Thế con biết sai tiếng Anh là gì không? Wrong. Có nghĩa là mistake là sai lầm đúng không? Đấy. Thế thôi. Thôi.